Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 60 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tại phủ tướng quân Từ Dực Thành, trong mật thất, một người trung niên nam tử cụt tay đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, quanh thân tản ra nhũ quang màu trắng dày đặc, chỉ thấy trên mặt hiện lên vẻ đau đớn mắt thường có thể thấy được. Linh khí dũng mãnh tiến vào thân thể hắn. Đằng sau lưng hắn có bốn đôi cánh, giờ phút này chúng phát ra quang mang kịch liệt. Từng đạo ánh sáng từ phía dưới cánh xuất ra, đúng là hai cái cánh nhỏ bé như hư ảo. Từ Dực ngồi trong thành chủ phủ, hai mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở. Một đạo quang mang màu tím từ mắt bắn ra như nhìn thấu ra khỏi thủ phủ, hướng đến phía phủ tướng quân. Hậu viện tướng quân, một nam tử bốn cánh tựa hồ cảm nhận được cỗ lực lượng cường đại này, vốn đứng nghiêm trang bên ngoài mật thất, đột nhiên quỳ gục xuống mặt đất. Một đạo hư ảnh xuất hiện, đúng là khuôn mặt Từ Dực Thiên Vương. Kim Tư đang đột phá Dịch Đốn, ta lệnh cho ngươi thống lĩnh 30 hộ vệ, ba cánh bảo vệ chung quanh mật thất, không được lơ là. Nếu có người dám xông vào, giết không tha. Đang ở thành chủ phủ, Từ Dực Thiên Vương chậm rãi nói, mà tên bốn cánh Dịch Đốn kia nhìn ảo ảnh phát ra giọng nói phảng phất như là đang nói chuyện trực tiếp, cũng gây ra áp lực cho người khác. Dịch Đốn nhanh chóng quỳ xuống, cái nón màu vàng cũng theo đầu mà dập xuống đất, lớn tiếng nói, tuân lệnh Thiên Vương. Từ Dực gật đầu, khuôn mặt hư ảo trong nháy mắt tiêu tán. Trong thành chủ phủ, hắn mặt mày tươi cười nói, cuối cùng cũng đột phá. Người này đã khiến ta hao phí 30 khỏa cực phẩm thiên nguyên thạch, nếu lại không đột phá, ta sẽ giết hắn. Trăm năm tu luyện, Từ Dực hoàn toàn đã ổn định được tu vi. Bây giờ quanh thân hắn phảng phất khí tức cường đại, cả Từ Dực Thành đều có thể cảm nhận được Thiên Vương gây cho bọn hắn áp lực vô tận. Trong đó có một gã thanh niên nam tử tóc dài, dung mạo cực kỳ anh tuấn, trường bào màu xanh đốm trắng, đúng là Tần Vũ. Mà bên cạnh hắn là hai người Mục Thiên và Tình Nhi. Chẳng biết bọn người Cam Vân vì sao không theo bọn hắn, hôm nay chỉ có Tình Nhi và Mục Thiên đi theo hai bên. Ba người rất nhanh đi tới, hướng về phía Từ Dực Thành mà tiến. Đại nhân! Đang đi theo, bỗng dưng Mục Thiên vẻ mặt nhăn nhó nhìn Tần Vũ, thấp giọng kêu. Tần Vũ có chút suy nghĩ, thân ảnh lập tức chậm dần. Tình Nhi và Mục Thiên cũng không dừng lại, trong nháy mắt đã cách xa hắn 10 dặm. Chỉ thấy hắn mỉm cười, một đạo lực lượng vô hình tản ra bên ngoài, thân ảnh lại xuất hiện bên cạnh hai người. Sao vậy? Ngươi sợ gặp lại bằng hữu ư? Sợ cùng bọn họ phát sinh xung đột sao? Tần Vũ nghiêng đầu, nhìn bộ dạng khó nhìn của Mục Thiên, nhàn nhạt nói. Mục Thiên lạnh sống lưng, quỳ gối trước mặt Tần Vũ nói. Mục Thiên khẩn cầu đại nhân không gây khó khăn cho các trưởng lão ở trưởng lão đường. Bọn họ là trụ cột của Từ Dực Thành. Nếu hủy diệt trưởng lão đường, thần dân của Từ Dực Thành nhất định sẽ bị tam gia tộc áp bức. Tần Vũ nhìn chằm chằm Mục Thiên, vẻ mặt đang rất khẩn thiết. Bị hắn nhìn như vậy, Mục Thiên hiểu được, quanh thân như tiến vào vùng băng đá. Một cỗ lãnh khí từ trong tâm hiện ra. Tần Vũ trầm ngâm một lúc rồi lạnh nhạt nói, người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Mục Thiên mặt giãn ra, cảm kích nói, đa ta đại nhân, nếu bọn họ có mạo phạm, xin người hãy để ta đối phó. Tần Vũ sắc mặt không chút thay đổi gật đầu. Tình Nhi bên cạnh mở to đôi mắt trong veo, tò mò nhìn Tần Vũ kinh ngạc nói, Vũ ca ca, vì sao muội lại cảm thấy huynh đã thay đổi rất nhiều nhỉ? Tần Vũ ngẩn người ra, cũng tò mò hỏi, có gì thay đổi nào? Tình Nhi quan sát Tần Vũ một lúc rồi cười hì hì nói, Vũ ca ca, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, rất là có áp lực, bất quá Tình Nhi lại không ảnh hưởng. Nghe nàng nói như vậy, Mục Thiên cũng là đồng tình nói, đại nhân gần đây khiến ta có áp lực rất lớn, đôi mắt ngài phảng phất như có uy nghiêm của thiên địa, khiến cho ta không dám nhìn trực tiếp. Tần Vũ gật gật đầu, âm thầm nghĩ điều gì đó rồi trong mắt lại như có tia vui vẻ, hưng phấn. Đối với khí tức của mình, Tần Vũ khống chế rất kỹ, bình thường sẽ không dễ dàng mà phát ra một tia khí tức để khiến áp bức cho người bên cạnh. Nhưng gần đây do một chút lơ đãng nên mọi người mới phát hiện ra. Điều này nói lên sắp đột phá lưu tinh hậu kỳ. Tần Vũ trong lòng cũng mong mỏi, một khi đột phá sẽ là dạng gì đây? Ít nhất bây giờ hắn có thể khẳng định cảnh giới so với kiếp trước không giống nhau, có lẽ có thể trực tiếp hình thành hắc động. Nhìn thấy sắc mặt Tần Vũ có chút vui mừng, lại liếc thấy Mục Thiên cũng có bộ dạng kích động, Tình Nhi không khỏi tò mò hỏi, Mục Thiên, ngươi cười cái gì vậy? Mục Thiên không để ý tới câu hỏi của Tình Nhi, ngược lại cao giọng nói, chúc mừng đại nhân sắp đột phá. Tần Vũ sửng sốt, hai mắt liếc Mục Thiên khẽ cười nói,
Con mắt ngươi quả nhiên lợi hại, cũng có thể đoán ra ta sắp đột phá. Sau này ngươi cứ theo bên cạnh ta. Mục Thiên cười hăng hắc, nét mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Sau đó mới quay đầu lại với Tình Nhi nói: đại nhân sắp đột phá cảnh giới mới rồi, chỉ là không biết sẽ cường mạnh hơn chúng ta bao nhiêu nữa thôi. Tuy nói là quay về phía Tình Nhi nói, nhưng Tần Vũ cũng biết đó là Mục Thiên không dám hỏi trực tiếp cảnh giới của mình, nên mới bày ra cảnh này, không khỏi bật cười nói: trước mắt cũng chưa biết, nếu như là trước kia sợ rằng không bằng cả thiên nhân bốn cánh đâu. Chỉ là công pháp hôm nay đã có thể biến hóa, một khi đột phá rất khó nói có thể đạt tới cảnh giới nào. Nhưng ta có thể khẳng định một điều, khi đột phá ít nhất có thể so với thiên nhân sáu cánh. Thiên nhân sáu cánh? Mục Thiên trận trừng con mắt. Tình Nhi bên cạnh cũng là khiếp sợ, nhìn rồi cười rộ lên, vô cùng thích thú quanh quẩn bên Tần Vũ, trong lòng tràn ngập cảm giác không thể diễn tả nổi. Thấy hai người như thế, Tần Vũ buồn cười lắc đầu không nói gì nữa. Hỗn độn lực trên người bộc phát, bao bọc lấy hai người vào bên trong. Ba người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra thì đã tới bên ngoài quảng trường Từ Dực Thành. Hơn trăm năm thời gian, quảng trường Thiên Nguyên Thạch vẫn như trước, không có gì biến đổi. Phần lớn mọi thiên nhân vẫn nhanh chóng đào khoáng. Từng đạo thân ảnh màu lục xẹt qua, khiến cho Tần Vũ và Tình Nhi có loại cảm giác thân thiết. Nghĩ đến vừa mới tới Từ Dực Thành, việc đầu tiên làm là đào khoáng, Tần Vũ cùng Tùng Nhi nhìn nhau cười. Thời gian làm cho người ta sinh tình cảm. Vừa thấy thân ảnh ba người xuất hiện, một thiên nhân ba cánh nhanh chóng phi tới trước mặt ba người, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ kinh hãi nhìn ba người lớn tiếng quát: các ngươi từ đâu đến, vì sao lại tới quảng trường Từ Dực Thành này? Tần Vũ hờ hững, Mục Thiên bên cạnh nháy mắt đã tới bên cạnh trước mặt thiên nhân ba cánh kia, đôi mắt hiện lên quang mang uy nghiêm, nhàn nhạt nói: ta không phải tới vì Thiên Nguyên Thạch, tới đây cũng chỉ là muốn tiến vào Từ Dực Thành mà thôi. Thiên nhân ba cánh tự hồ không tin lời Mục Thiên nói, nhìn nét mặt của Tần Vũ còn trẻ, cùng với sau lưng chỉ có một đôi cánh, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng khi ánh mắt quét về phía Tình Nhi thì đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nếu không phải là có Mục Thiên tại đây, nhất định thiên nhân ba cánh này không chút do dự mà cướp Tình Nhi đi. Mặc dù nàng cũng là ba cánh, hắn sớm đã liếc nhìn Mục Thiên, thần sắc có vẻ kiêng kỵ, cao giọng quát: nếu là đi ngang qua, vậy xin lập tức rời đi, không nên dừng lại chỗ này. Nếu không ta sẽ bắt các ngươi vì tội địch nhân xâm nhập quảng trường. Mục Thiên cũng nhìn chằm chằm thiên nhân ba cánh kia, trong mắt cũng hiện lên sát ý rồi lại biến mất, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng về phía Tần Vũ. Bị ánh mắt Mục Thiên đảo qua, thiên nhân ba cánh phẳng phất như đang ở một trong tảng băng, toàn thân lạnh buốt, vốn trong người vẫn còn đang khí thế, lập tức không còn nhìn ba người, không dám nói gì nữa. Tần Vũ thật ra không có chút nào để ý tới thiên nhân kia, dù sao cảnh giới của hắn bây giờ đã rất cao. Đối với loại tiểu yêu này cũng không cần phải đích thân hắn ứng phó. Kiếp trước hắn thông lĩnh rất nhiều cao thủ, bây giờ đã dần dần khôi phục lại uy nghiêm. Thấy Mục Thiên nhìn về phía mình, Tần Vũ nhẹ nhàng cười đi tới trước. Mục Thiên cung kính theo sau, Tình Nhi cũng lon ton chạy theo. Ba người thẳng đến Bắc Môn, thiên nhân ba cánh kia đột nhiên thở hắt ra một hơi, nét mặt mang theo rất nhiều cảm xúc tự nhủ: thần mẫu ơi, tên kia thật là lợi hại. Dưới ánh mắt hắn, ta ngay cả cử động cũng không làm được. Năm cánh quả nhiên là lợi hại. Vừa nói ánh mắt liền hướng tới thân ảnh ba người, không dám tiến lên trước ngăn cản. Đứng trước cửa Bắc Tử Dực Thành, đôi mắt Tần Vũ đột nhiên bạo xuất một đạo tinh quang, phảng phất như xuyên qua hư không, trực tiếp xuyên vào thành chủ phủ. Tử Dực Thiên Vương đang ở trong phủ cũng đột nhiên có cảm giác, còn người màu tím cũng phát ra quang mang nhìn đến phía Bắc Môn. Hai người không có trực tiếp nhìn nhau, chỉ là dùng khí tức hung hăng đấu. Tần Vũ có chút bất ngờ, cười lạnh lùng đi vào cửa thành, mà Tử Dực Thiên Vương cũng kinh hãi lùi về phía sau hai bước, thần sắc như là không dám tin. Đang muốn rời phủ hỏi bọn Tần Vũ vì sao lại trở lại Tử Dực Thành thì bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm cực kỳ uy nghiêm: Tử Dực, cứ mặc hắn, vô luận là tại đây hắn có làm gì cũng không được ngăn cản. Phảng phất thanh âm này như có ma lực cường đại, sắc mặt Tử Dực đột nhiên hiện lên vẻ sùng kính, quỳ xuống đất hướng về phía phương Bắc cung kính nói: Tử Dực đã hiểu, cung tiễn đế quân. Lúc này thanh âm kia phảng phất như chưa từng xuất hiện. Khi Tử Dực nói cũng không có đáp lại, nhưng hắn biết đế quân đã nghe hắn trả lời, liền thầm thở ra một hơi, lập tức nghĩ đến bọn Tần Vũ, lại không nhịn được nhíu lông mày. Dọc theo đường cái, Tần Vũ chậm rãi đi tới. Thiên nhân trên đường không nhiều lắm, chỉ có tiểu lâu và những không khí hoa lạc ở đó. Đối với Tử Dực Thành, Tần Vũ cũng không có hứng thú. Lần này tới đây chính là vì muốn thử vận may, xem có thể tìm ra bọn Tần Tư hay không.
Trong thiên giới, ngoại trừ điện của thiên đế ra, còn có 8 thành trì, đồng thời cũng có bát đại thiên vương. Tại gò núi Kiền Khôn kia, hắn đã có kế hoạch thời gian sau này sẽ lần lượt đi từng thành trì, mà Tử Dực Thành lại là gần nhất, cho nên đầu tiên mới tới nơi này. Trong tiểu lâu, ba người gọi chút rượu và thức ăn, im lặng ngồi cạnh cửa sổ nghe ngóng tin tức. Có ai nghe nói gì không? Từ khi Kim Tư tướng quân trở về liền không lộ diện, có người nói cánh tay hắn đã bị người ta chém đứt rồi. Ba gã đại hán ngồi bên cạnh, mỗi người đều có ba đôi cánh, xem ra thực lực không thấp, đang nói chuyện. Lời này phát ra từ một nam tử khôi ngô truyền ra, giọng nói như kiểu có người bóp cổ, ngữ khí rất chậm. Thiên nhân bên cạnh nghe thế vậy liền tò mò nói: Kim Tư tướng quân là bốn cánh thượng cấp, sao lại có thể để cho người ta chém đứt cánh tay nữa? Trong Tử Dực Thành này, trừ phi là thành chủ hoặc là trưởng lão ra tay, nếu không thì còn ai có thể đả thương hắn đây? Nam tư khôi ngô kia cười hăng hắc, cầm lấy chén rượu vừa nhấm nháp vừa nói: Núi cao còn có núi cao hơn chứ, Tử Dực Thành không có cao thủ không có nghĩa là bên ngoài không có. Nghe nói người đả thương hắn cũng chính là kẻ thù giết nhi tử, lần này trở về không có lộ diện, đó là bởi vì trăm năm nay vẫn đang khắc khổ tu luyện. Cánh tay đã mất rồi, tu luyện còn tác dụng gì nữa đây? Chẳng lẽ nói cánh tay hắn có thể chữa trị được sao? Thiên nhân chúng ta hình như không có loại khả năng này. Một thiên nhân bên cạnh nhếch môi chen vào, hiển nhiên đối với Kim Tư cũng không kính nể lắm, cho nên khi lên tiếng mang theo vẻ khinh khỉnh. Nam tử khôi ngô lắc đầu khẳng định nói: Chưa bao giờ nghe qua ai đó bị đứt cánh tay mà có thể hồi phục được. Đối với chúng ta mà nói, tay và cánh nếu đã bị đứt cũng đồng nghĩa biến thành phế nhân, tất nhiên sẽ bị trục xuất ra khỏi thành, đến chỗ đám tiện dân kia sinh sống. Vì sao Kim Tư lại không bị thiên vương trục xuất đây? Một người bên cạnh nói, hiển nhiên không tin lời người kia. Tử Dực Thành còn chưa có thiên nhân bởi vì bị đứt tay hay cánh mà bị trục xuất cả, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa có ai bị như vậy. Nam tử khôi ngô kia sắc mặt cứng lại, hiển nhiên là hắn cũng chỉ nghe người ta nói, bây giờ lại bị người này phản bác, không khỏi đỏ mặt, ngại ngùng nói: Ta cũng là chỉ nghe nói thế, huống hồ nếu chuyện này đúng là thật thì Kim Tư tướng quân cũng sẽ không bị thiên vương trục xuất ra ngoài đâu. Hắn lướt nhìn hai người bên cạnh, thấp giọng nói: Kim Tư là thuộc hạ đắc lực nhất của thiên vương, cho dù cánh tay có hỏng rồi hắn vẫn còn tu vi ba cánh, còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, há có thể vì như vậy mà bị trục xuất khỏi thành. Hai người bên cạnh lúc này cũng đồng tình gật gật đầu cười nói: Thiên vương rất nhân từ, sẽ không dễ dàng mà đuổi ai đó đi đâu. Ba người cùng nhìn nhau phá lên cười, sau đó lại nâng ly đối ẩm. Tần Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai vang lên tiếng bàn luận của ba người kia, không nhịn nổi cười. Xem ra tại đây Tử Dực được coi là người nhân từ đây. Bầu trời thoáng ngâm mưu, Tần Vũ lặng lặng uống rượu và nghe ba người kia tán gẫu. Đột nhiên tâm vừa động, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra cửa sổ. Ngồi trong thành chủ phủ, Tử Dực thiên vương sắc mặt nghiêm túc, nhớ lại mệnh lệnh của đế quân. Nghĩ đến dự tượng cửu tinh lên châu rốt cục cũng đã kinh động đến đế quân. May mắn là ngày đó hắn không đem toàn lực mà đuổi cùng giết tận Tần Vũ, nếu không bây giờ đế quân mất hứng thì hậu quả khôn lường. Hơi trầm ngâm một lát, sau đó hắn đứng thẳng người, thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện tại chỗ bọn Tần Vũ dưới tiểu lâu. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Tần Vũ, Tử Dực cười hăng hắc, thoát cái ngồi xuống. Thiên nhân bên cạnh cũng không có nhận ra bên bàn Tần Vũ đã có thêm một người xuất hiện, vẫn thản nhiên uống rượu nói chuyện phiếm, không hề chú ý đến người mới vừa xuất hiện đang cầm chén rượu kia chính là chủ nhân của thành này. Nhìn Tử Dực phảng phất như là bằng hữu của mình, rất tự nhiên cầm chén rượu, sắc mặt Tần Vũ cực kỳ bình thản, ánh mắt lại dừng lại ở Mục Thiên đang kinh hãi, liền nhàn nhạt nói: Thành chủ đến đây có chuyện gì vậy? Tử Dực hình như khát nước, sau khi tự rót tự uống cho mình ba chén mới cười cười nói: Tần tiên sinh xuất hiện tại Tử Dực thành, ta thân là thành chủ, tất nhiên là muốn hoan nghênh khách quý rồi. Vốn là muốn tại cửa thành chờ đợi, chỉ là vừa mới tiếp nhận mệnh lệnh của đế quân nên đã tới chậm. Nói xong, Tử Dực lại cầm lấy chén rượu lên uống nói: Tự phạt ba chén, thứ lỗi. Tần Vũ tò mò nhìn bộ dạng Tử Dực rất thành tâm, không có chút địch ý, điều này khiến trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc. Trầm ngâm một lúc, sắc mặt vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói: Tần mỗ chỉ là thiên nhân bình thường, đâu dám để đường đường là một trong bát đại thiên vương Tử Dực thành ra nghênh đón, thành chủ nói quá lời rồi. Tử Dực cười hăng hắc, không để ý đến Tần Vũ, quay đầu về phía Mục Thiên và Tình Nhi than vãn: Nếu không phải là Tình Nhi có ba đôi cánh thì Tử Dực ta nhất định là cho rằng nàng ta là tộc nhân Tu La. Thật không thể tưởng tượng được thiên nhân chúng ta lại có người xinh đẹp như vậy. Mục trưởng lão, chúc mừng ngươi tu vi đã tiến nhanh rồi.
Nháy mắt Từ Dực đã tiếp đón chu đáo cả ba người, khiến Tần Vũ không thể hiểu nổi. Trong đầu hắn, Từ Dực và Kim Tư chính là mầm họa lớn nhất, nhưng hôm nay lại có bộ dạng nhiệt tình như vậy. Chỉ là Tần Vũ đã trải qua nhiều chuyện kỳ lạ như vậy rồi, nên trong lòng mặc dù nghi hoặc cũng không nộ ra trên nét mặt. Nếu Từ Dực đã muốn như vậy, hắn cũng mỉm cười nói: "Trăm năm không gặp, tu vi của thành chủ cũng có tiến bộ rất lớn, đã đứng vững ở cảnh giới sáu cánh rồi, thật cũng không kém mà." Từ Dực nghe thấy vậy, thần sắc đắc ý trên mặt đã biến mất, khách sáo nói: "Tần tiên sinh quá lời rồi, chẳng biết các người đã có chỗ nghỉ chân chưa? Nếu không có, xin mời Tần tiên sinh và Mộc trưởng lão ba người tới trong thành chủ phủ nghỉ ngơi có được không?" Tần Vũ lắc đầu cười nói: "Không nên làm phiền đến thành chủ, ba người chúng ta tại Tử Dực Thành cũng ở lại đây không lâu, tới đây cũng chỉ là muốn tìm mấy người bạn, không biết thành chủ có thể giúp ta chăng?" "Sao, tìm người sao?" Tử Dực lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, lại tò mò hỏi: "Chẳng biết Tần tiên sinh là người phương nào, trong Tử Dực Thành chẳng nhẽ còn có thân nhân của Tần tiên sinh sao?" Tần Vũ nhẹ lắc đầu, trong lòng cũng cực kỳ mâu thuẫn, không biết lúc này nên trả lời vấn đề này ra sao cho Tử Dực. Nếu là nói thật thì có đánh chết bọn họ sẽ không tin vào việc luân hồi này, nhưng nếu là tin thì cũng tạo thành mối nguy hiểm cực lớn. Dù sao trong khi Thiên Mông chuyển thế, Đế Thích Thiên có biết hay không chính bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Nếu Đế Thích Thiên nghe được chuyện mình chuyển thế, nhất định sẽ tra hỏi mình cho bằng được. Mà nếu hắn lại biết kiếp trước mình từng là trưởng khống giả, sợ rằng tồn tại cao cấp nhất của thiên giới này lập tức không do dự giết chết mình để giữ địa vị thống trị của hắn. Mà nói dối trong đáy lòng Tần Vũ có chút không cam, chỉ lắc đầu nói: "Nhất thời ta cũng không thể giải thích rõ, thậm chí ngay cả tướng mạo bọn họ thế nào ta cũng không biết, chỉ là thử vận khí mà thôi." Tử Dực nghe thấy thế càng mơ hồ, kêu hắn giúp tìm người mà ngay cả tướng mạo cũng không biết. Trong Tử Dực Thành có hơn 10 vạn dân như thế thì thế nào tìm đây? Cho dù đưa thần thức bao phủ cả thành thì cũng chẳng biết những người này có đặc điểm gì thì sao có thể nhận ra. Nghĩ đến bộ dáng của Tần Tư hôm nay ra sao, chính bản thân cũng không thể xác định. Tần Vũ không nhịn được có chút cáu giận, như thế này làm sao hắn có thể tìm. Hắn cười khổ cầm chén rượu uống cạn một hơi, nhàn nhạt nói: "Thành chủ yên tâm, ta đến Tử Dực Thành này cũng không có ý đồ gì, cũng không hy vọng thành chủ có thể phái thuộc hạ giúp, ta không muốn quấy rầy, cảm tạ." Tử Dực Thiên Vương im lặng, trong lòng biết Tần Vũ không muốn nhờ vả nên cũng không hỏi nữa. Bốn người ngồi trầm ngâm, sau hồi lâu hắn mới gật gật đầu khẽ cười nói: "Đã như vậy, Từ Dực ta cũng không làm phiền nữa, có việc gì thì cho ta biết, ta nhất định có khả năng giúp." Tần Vũ nhìn Mục Thiên khẽ cười nói: "Nói vậy Tần mỗ cũng có chuyện phải làm phiền thành chủ." Từ Dực vừa đứng dậy nghe Tần Vũ nói thêm, vội vàng ngồi xuống hỏi: "Mời nói." Tần Vũ cười: "Mục Thiên, tới Từ Dực Thành nhất định sẽ xảy ra xung đột giữa các trưởng lão tại trưởng lão đường, xin thành chủ giúp truyền đạt một chút. Mục Thiên mặc dù đã rời khỏi trưởng lão đường, nhưng là đối với Tử Dực Thành và trưởng lão đường thật không quá ký gì, cho nên hy vọng chúng ta tại Tử Dực Thành không có xảy ra xung đột gì, cũng bao gồm cả trưởng lão đường nữa." Mục Thiên nghe Tần Vũ nói thêm, tất nhiên là gật đầu vội vàng nói: "Việc này xin nhờ Thiên Vương." Tử Dực Thiên Vương cười cười uống một ngụm rượu nói: "Ta lập tức thông chi cho các thế lực tại Tử Dực Thành, trong lúc các người ở lại đây đảm bảo sẽ không quấy rầy các người." Tần Vũ gật đầu không nói gì nữa. Thấy ba người Tần Vũ không nói gì thêm, Tử Dực liền đứng dậy cười nói: "Nếu không còn việc gì thì Tử Dực xin cáo từ." Tần Vũ đứng dậy nhìn thật sâu vào mắt Tử Dực cũng cười nói: "Xin cáo từ, ân tình của thành chủ Tần Vũ nhất định ghi tạc trong lòng." Tử Dực Thiên Vương cười cười, thân ảnh chợt lóe lên lập tức không còn bóng dáng. "Đại nhân, vì sao Tử Dực hôm nay lại có thái độ như vậy?" Tử Dực Thiên Vương vừa đi khỏi, Mục Thiên vẻ mặt tò mò nói: "Quan hệ giữa chúng ta và Tử Dực Thành tất nhiên là không tốt chút nào, thật sự là làm cho người ta nghĩ không thông." Tần Vũ trầm tư một lúc rồi nói: "Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh được, bất luận là bọn họ có mục đích gì, chúng ta phải cẩn thận một chút, cho dù là ai cũng không thể làm khó ta." Tình Nhi trước sau vẫn không nói câu nào, lúc này lại lên tiếng: "Vũ ca ca, muốn tìm người rồi lại không biết hình dáng bọn họ ra sao thì tìm thế nào?" Tần Vũ sắc mặt buồn bã, sâu kín nói: "Hy vọng là ta đoán đúng, ta đoán bọn họ đã tới hướng này rồi, nếu không thì chúng ta không cách nào tìm ra bọn họ." Vừa nói, đôi mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, phảng phất như xuyên qua không gian, tới một nơi khiến hắn như trong mộng cảnh vậy. Nhân giới tại Tần Mông không gian. "Sương Nhi, con có chắc là không cần đi qua lục đạo luân hồi, vẫn có thể đến thiên giới không?"
Khương Lập lúc này tỏ vẻ lo lắng nhìn Hồng Quân đang cười cười. Ngay cả Hồng Mông và Lâm Mông cũng ra vẻ không tin và rất lo lắng. Sau khi Tần Vũ rời đi, cho tới nay đã trải qua hơn 300 năm. Trong 300 năm này, Khương Lập dường như không lộ ra nụ cười nữa. Cả ngày nhớ tới Tần Vũ, không có tâm trí để tu luyện, khiến cho Hồng Quân rất khó xử. Đến ngày hôm nay, Hồng Quân nói rốt cục cũng đã có đột phá, với lĩnh ngộ thiên đạo đã từng bị bước tiến lên. Bây giờ tất nhiên cũng chưa thể bằng Hồng Mông hay Lâm Mông, thậm chí là Thạch Thiên, nhưng ít ra cũng là một thiên tôn siêu việt. Dường như là thiên tôn và chẳng không giả cùng tồn tại trên người Hồng Quân. Loại dị trạng này khiến bọn Hồng Mông rất khó hiểu, không thể giải thích được. Thần giới cho tới nay cũng không có xuất hiện qua loại quái thai này. Chỉ là khi hỏi Hồng Quân thì hắn ngậm miệng không nói, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mọi người cũng không hỏi nhiều, chỉ là vẫn chỉ điểm cho hắn những mấu chốt tu luyện, truyền thụ kinh nghiệm bản thân cho Hồng Quân, khiến cho hắn rất cảm kích ba người Hồng Mông. Cảm thụ được hơi thở của trời đất, Hồng Quân phảng phất như dung hòa với thiên địa là một thể. Tuy đó là Tần Mông không gian do Tần Vũ sáng tạo, nhưng loại cảm giác dung hợp thiên địa như vậy khiến cho Hồng Quân rất là hưng phấn. Ôn Nhu nhìn ánh mắt lo lắng của mẫu thân, Hồng Quân trong lòng cũng không nhịn được một dòng ấm áp lan khắp thân thể, nét mặt cực kỳ tự tin, khẽ cười nói: "Mẫu thân, xin người cứ yên tâm, Tiểu Sương lần này đã lĩnh ngộ được một số thứ, có thể không cần qua lục đạo luân hồi vẫn có thể tiến đến thiên giới. Huống hồ có thiên minh dẫn đường, nhất định bọn con sẽ tìm được cha." "Tiểu Sương, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, mặc dù chúng ta đều nhớ tới Tam Đệ, nhưng dù sao tu vi của Tam Đệ không phải ai cũng có thể hiểu hết được, lần này lên cẩn thận hơn mới phải." Hồng Mông và Lâm Mông đều có chút hối hận, trước kia đều thiên vị Tần Tư, đối với tư chất luôn coi Tần Tư là số một. Hôm nay thấy tu vi của hắn tăng nhanh, trong lòng không khỏi có chút tự trách mình. Hồng Quân gật đầu cung kính nói: "Tiểu Sương nhất định sẽ cẩn thận, sau khi Tiểu Sương rời đi, xin đại bá và nhị bá chiếu cố đến mẫu thân con nhiều hơn. Tiểu Sương xin bái biệt." Thấy hắn hành lễ, Hồng Mông bàn tay khẽ nâng lên, một đạo năng lượng vô hình nâng Hồng Quân lên cười nói: "Hy vọng ngươi có đi chuyến này thuận lợi, có thể nhanh chóng đưa những người đó trở về để cho tứ đệ sớm ngày tỉnh lại." Lâm Mông cũng cười nói: "Tứ đệ đã ngủ say mấy trăm năm, sau khi trở thành trưởng khống giả không lâu, cũng chưa kịp trao đổi gì nhiều với chúng ta, đã sớm dính vào chuyện này. Đợi sau khi tứ đệ tỉnh lại, nhất định phải báo đáp hắn cho tốt mới được." Nghĩ đến hình ảnh của bàn đang trong tình trạng say ngủ, Hồng Quân không thể không nổi lên tình cảm ấm áp, nghiêm túc nói: "Tương lai của bàn nhất định sẽ không nhỏ đâu, mặc dù không thể sáng tạo ra không gian của bản thân, nhưng hắn cũng sẽ trở thành tồn tại có một không hai. Tiểu Sương nghe theo lời hai vị ba bá, sau này nhất định báo đáp hắn cho tốt." Tần Thạch Thiên cũng tiến lên nói chuyện với Hồng Quân, mà La Băng bên cạnh đã nước mắt rơi lã chã, đôi tay trắng muốt nhỏ bé bưu lấy cánh tay hắn, sợ chỉ một chút không để ý là hắn sẽ biến mất. Huống Thiên Minh đứng phía sau Hồng Quân, khuôn mặt vốn anh tuấn lạnh lùng lúc này cũng lộ ra vẻ mặt sầu muộn, chỉ là trong mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Dù sao hắn cũng sắp trở về quê nhà, mặc dù nói hắn sinh ra tại nhân giới, nhưng chung quy thì thiên giới vẫn là nhà của hắn. Loại cảm giác này rất là kỳ lạ và ảo diệu. Sau khi Tả Thu Mi giúp hắn hoàn thiện lại linh hồn, trải qua trăm năm khổ tu và lĩnh ngộ, hơn nữa Hồng Quân đã dùng thần thông chuột lại thiên đạo của Thiên Mông cho hắn. Hôm nay Thiên Minh cũng đạt tới đẳng cấp có thể so sánh với trưởng khống giả, chỉ là cương thi nhất tộc của hắn cũng không có cách nào tiến cao hơn, khiến cho Hồng Quân cũng không thể giải thích được. Huống Thiên Minh cũng có thay đổi, đôi cánh sau lưng đã chuyển sang màu đỏ, kết hợp với khuôn mặt anh tuấn khó đoán càng thêm quỷ dị. Lúc này bởi vì kích động sắp được trở lại thiên giới mà sắc mặt đã đỏ hồng. Tất cả đệ tử Tần gia đều tới tiễn biệt, kể cả mấy người xa xa Hồng Quân, mất đến nửa ngày mới có thể dứt ra được. Hồng Quân nhìn Huống Thiên Minh nhẹ nhàng gỡ tay Khương Lập và La Băng ra, cung kính hướng về phía mọi người nói: "Các vị trưởng bối xin dừng bước, Tiểu Sương và Tiểu Minh đi chuyến này nhất định sẽ cẩn thận, xin mọi người yên tâm, cam đoan sẽ bảo đảm an toàn cho bản thân." Dứt lời, hắn kéo Huống Thiên Minh, thân ảnh đã biến mất tại Tần Mông không gian, thoát cái đã xuất hiện trong hư không. "Tiểu Quân, người dám chắc có thể đột phá cái vùng bành trướng đó sao?" Huống Thiên Minh lúc này mới thốt ra một câu, hắn lúc trước vẫn còn đắm chìm trong ưu sầu, chia ly và trong hưng phấn cho nên vẫn chưa có nói gì. Hồng Quân cười cười vô vai Thiên Minh nói: "Đương nhiên có thể, chúng ta lúc trước tới tử giới, nơi đó hôm nay đã là địa bàn của chúng ta, chỉ có thông qua lục đạo luân hồi chúng ta mới có thể tìm được nơi thiên giới bành trướng." Huống Thiên Minh gật gật đầu, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười mê người,
đôi huyết cánh sau lưng vẫy động liền xuất hiện tại phía trước mấy trăm dặm, lớn tiếng nói: "Chúng ta đi nhanh một chút nào." Hồng Quân không có lập tức đuổi theo, ngược lại đánh một chưởng vào hư không, một thông đạo liền xuất hiện trước mặt, hắn lớn tiếng hô: "Thông đạo này có thể trực tiếp tiến vào tử giới, ngươi có muốn vào không?" Trên mặt hắn lộ ra nụ cười gian xảo, hai tay giơ lên phía trước cực kỳ phiêu giật bất phàm. Huống Thiên Minh đang ở xa xa, nao nao sau hồi lâu mới hiểu được mấy trăm năm qua, hắn đã lĩnh ngộ thiên đạo rất nhiều, ngay cả trưởng khống giả tử giới, hắn cũng nắm được. Có thể nói bây giờ, tại tử giới, Hồng Quân chính là trưởng khống giả duy nhất. Nếu chỉ xét ở tử giới mà nói, hắn cũng không kém bọn Hồng Mông là mấy. Chỉ là điều Hồng Quân nói thật là kỳ lạ, tu vi chân thực của hắn bây giờ cũng không thể mạnh hơn bằng bọn Hồng Mông. Hừ nhẹ một tiếng, Huống Thiên Minh bất đắc dĩ, thân ảnh chợt lóe lên đã xuất hiện trước mặt Hồng Quân nói: "Số tiểu tử lại dám lừa ta, không nói sớm làm hại ta uổng phí khí lực." Hồng Quân nhún vai khẽ cười nói: "Cũng định nói, nhưng đảo mắt người đã đi xa ta, theo không kịp." Huống Thiên Minh chẳng biết cãi thế nào, đành tiến vào trong thông đạo, Hồng Quân theo sát ngay sau đó. Hai người vừa tiến vào thông đạo, dường như không có người khống chế, nên trong nháy mắt đã hòa vào hư không, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Tử giới hôm nay cũng chính là vô danh không gian ngày trước, Hồng Quân bởi vì không có năng lực trưởng khống giả, nên cũng không thể một lần nữa khiến không gian hỗn loạn bể nát trước đây chia lại thành nhiều tầng không gian. Dựa vào lĩnh ngộ thiên đạo của hắn cũng chỉ có thể đưa tử giới chia làm ba không gian, đó là phàm giới, tiên giới và thần giới. Trong đó phàm giới là do Hồng Quân khẩn cầu Hồng Mông và Lâm Mông đưa địa cầu mà Cổ Bàn và Hồng Quân đã từng ở tiếp nhập không gian này. Địa cầu hôm nay phàm là người trong giới tu luyện đều có thể phi thăng đến tử giới này, mà Hồng Quân cũng vì không có thời gian nên cũng không quá chú ý đến điều này. Dù sao mọi chuyện tại đây đều nằm trong bàn tay hắn. Lúc này thật ra không vội, tiên giới và thần giới, Hồng Quân dắt vào trong đó một bộ phận hỗn độn khí dần dần hình thành linh khí nồng đậm. Hai người trong nháy mắt xuất hiện tại bên bờ tử giới, nơi đó cũng là chỗ lục đạo luân hồi. Hồng Quân cười nhìn lục đạo luân hồi, hào khí bình phát, nhìn Huống Thiên Minh nói rõ: "Sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ luyện chế lục đạo luân hồi này thành pháp bảo cho riêng mình." Huống Thiên Minh bị lời đó của Hồng Quân dọa làm cho nhảy dựng lên, không khỏi giật mình nói: "Tiểu Quân, ngươi không nên dính vào, lục đạo luân hồi này chính là thiên địa sản sinh ra, cho tới bây giờ cũng chưa có ai thử biến nó thành pháp bảo sở hữu riêng cả, nhất định sẽ bị trời phạt." Hồng Quân cười lắc đầu, không có nói thêm, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ngoài trăm dặm, chỉ thấy chỗ đó đúng là giải đất bên cạnh lục đạo luân hồi. Nơi này tràn ngập linh khí cuồng bạo và các loại nguy hiểm tiềm ẩn. Các không gian, khe nứt không gian, đen nhánh cứ xẹt qua hai người có vẻ rất đáng sợ. "Tại đây đột phá chính là muốn lực lượng của chúng ta có thể vượt qua hạn chế, có thể tiến vào trong thiên giới." Huống Thiên Minh nhắm mắt sau hồi lâu mới nhìn khuôn mặt Hồng Quân nói: "Chỉ là khí tức của nơi này quá ư cuồng bạo, tại đây chúng ta không có cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, nhất định là trở ngại rất lớn." Hồng Quân gật gật đầu, không có nói gì thêm, nét mặt trầm tư nhìn không gian hỗn loạn kia. Huống Thiên Minh ngẩn người một lát mới có chút do dự hỏi: "Tiểu Quân, lúc trước ngươi cũng biết nơi này có thể tiến vào thiên giới, nhưng vì sao ngươi nhất định khiến Ma Phụ đi đầu thai chuyển thế nữa vậy? Ngươi nên biết chuyển thế sống lại sẽ khiến Tần Ma Phụ mất đi công sức tu luyện cả đời, cũng chính vì vậy mà cũng sẽ khiến cho mẫu thân ngươi lo lắng." Nghe được Huống Thiên Minh hỏi, Hồng Quân từ trong trầm tư tỉnh lại, hăng hắc cười nói: "Nếu lúc trước ta nói bí mật này, cha nhất định sẽ tại nơi này đột phá. Mặc dù nói là người không đủ lực lượng để đột phá nơi này, nhưng cũng khó có thể nói cha sẽ luyện chế ra các loại bảo bối giống như Tàn Tuyết, lúc đó mọi trở ngại cũng sẽ không đủ ngăn cản bước chân của người đâu." Thoáng ngừng lại một chút, Hồng Quân ánh mắt xẹt qua đạo tinh quang, tiếp tục nói: "Thiên đạo không thể nắm bắt, cũng không thể thừa nhận. Thiên tư của cha cao vô cùng, có thể đưa tinh thần công pháp của Lôi Vệ tiền bối sáng tạo giai đoạn sau để trở thành trưởng khống giả, điều này chắc chắn không phải ai cũng có thể làm. Gia Gia nói lúc nhỏ thiên tư của cha có phần quá thấp, nhưng ta nghĩ đó chính là thiên đạo. Nếu không có lúc trước gian khổ thì cha nhất định sẽ không thể đạt tới thành quả ngày hôm nay. Cũng bởi vì thế, cha cũng không thể dễ dàng vứt bỏ tất cả những thành quả đó mà tiếp nhập luân hồi. Có điều nếu người không thể vứt bỏ những thứ ấy thì cũng không cách nào lĩnh ngộ được sự ảo diệu chân thực của tinh thần công pháp." Huống Thiên Minh kinh ngạc nhìn Hồng Quân tò mò hỏi: "Một lần nữa lĩnh ngộ chẳng lẽ có gì biến hóa sao? Ta thật sự có chút không nghĩ ra rồi." Nhìn vẻ mặt tò mò của Huống Thiên Minh, Hồng Quân cười: "Cha sáng tạo thêm tinh thần công pháp, điều này không thể phủ nhận,
nhưng là bởi vì cha không phải ở không gian cao cấp nhất trong vũ trụ, cho nên vẫn còn bị hạn chế. Đương nhiên, nếu không thông qua chuyển thế sống lại, có lẽ sau hơn 10 diễn kỷ nữa, cũng có thể một lần nữa ngộ ra công pháp bản thân, một lần nữa tự hoàn thiện nó, từ đó đạt tới trí cao vô thượng. Đã thấy Huống Thiên Minh nét mặt cũng đã hiểu ra chút ít, Hồng Quân tiếp tục: chỉ là nếu có thể có một cơ hội cấp cho ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể cự tuyệt sao? Mà ta cung cấp cho ta một con đường có thể rút ngắn thời gian tu luyện tới hơn 10 diễn kỷ, có thể khiến cha không cần tu luyện lâu đến nỗi buồn chán lĩnh ngộ mà tìm tòi, liền có thể sớm có thành tựu lớn. Cho nên cha ta đã biết lần này chuyển thế là do ta một tay sắp đặt, nhưng chính là không có khiển trách ta, cũng không có cự tuyệt. Cũng giống như thế, bởi lúc trước ta muốn mọi chuyện như ý muốn, nên mặc dù biết nơi này có thể tiến vào thiên giới, nhưng lại không nói ra. Nếu ta nói, cha nhất định sẽ không từ bỏ toàn bộ tư vi của mình, cũng có nghĩa là chúng ta làm sao có thể giúp cha cải tạo hỗn độn nguyên thần được đây. Huống Thiên Minh giật mình hiểu ra vấn đề, cười mắng: tiểu tử ngươi tâm tư quả nhiên phức tạp, ngay cả Tần bá phụ cũng đều là do ngươi tính kế. Xem ra ta còn phải đề phòng ngươi một chút, nếu không một ngày nào đó chính ta cũng sẽ bị như vậy. Hồng Quân khinh thường hừ một tiếng rồi miệt thị: lừa ngươi thì có tác dụng gì, bất quá muốn ngươi đi cùng tới Tu La giới cũng là vì Tu La nữ vương kia, khiến cho nàng không còn là chướng ngại của chúng ta nữa. Huống Thiên Minh vỗ trán đột nhiên tỉnh ngộ: khó trách ngươi nhất định muốn ta đi cùng ngươi, ta đã nói mà, ngươi kế thừa mọi thứ của cha, bây giờ chuyện thiên giới và Tu La giới cũng bị ngươi sắp đặt rồi. Hồng Quân khinh thường: đã như vậy ngươi trở lại Hồng Mông không gian đi, không có ngươi ta cũng có thể hoành hành tại thiên giới. Huống Thiên Minh kiên quyết lắc đầu: ngươi nghĩ có thể bỏ ta lại sao? Thật vất vả lắm mới có cơ hội trở lại cố hương, như thế nào có thể bỏ lỡ đây? Hồng Quân lắc đầu nhìn Huống Thiên Minh, biết hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cơ hội lần này, cho nên mới luôn bám sát theo hắn. Đáng thương cho Huống Thiên Minh, vốn tưởng rằng chính mình đã tính kế với Hồng Quân, cuối cùng lại là rơi vào bẫy của Hồng Quân. Tới thiên giới tất cả đều phải do ta chỉ huy. Huống Thiên Minh ngẩn người ra, cười khổ gật đầu: bị ngươi lừa ta nhận thua, chúng ta hình như từ nơi này đột phá sẽ đến Tu La giới. Dù sao ta cũng có huyết thống của Tu La tộc nhân, mặc dù so với nam nhân Tu La tộc không có khác biệt gì quá lớn, nhưng cũng khó có thể cùng bọn họ hòa nhập được. Tất cả đều nghe theo lời ngươi nói vậy. Hồng Quân nghiêng đầu quan sát Huống Thiên Minh, có chút khiến hắn sợ hãi, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: nghe ta là tốt rồi, nếu không lập tức cho ngươi trở lại Hồng Mông không gian. Nam nhân Tu La tộc vốn xấu xí, nếu gặp phải ngươi chắc họ cho là quái vật mất. Quả thật so với nam nhân thiên nhân tộc còn khí xuất gấp trăm lần. Huống Thiên Minh tự hào gật đầu: đây là trong lúc cha sáng tạo ra ta đã khắc vào tướng mạo của thiên nhân, nếu không bộ dạng xấu xí của Tu La tộc như vậy mà tại nhân giới chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý rồi. Hồng Quân gật đầu đồng ý: đúng vậy, nếu ngươi mang tướng mạo của nam nhân Tu La tộc tới nhân giới, nhất định sẽ khiến cho thiên hạ khiếp sợ, sợ rằng sẽ biến thành quái vật mà để người ta đuổi giết mất thôi. Có điều cánh của ngươi có chút kỳ lạ, theo lý thuyết với cảnh giới của ngươi hôm nay ít nhất cũng phải có 6 đôi cánh, nhưng hiện giờ ngươi vẫn chỉ có 1. Huống Thiên Minh lắc đầu tỏ vẻ cũng không biết chuyện này giải thích thế nào. Hồng Quân thấy chuyện này cũng không thể tiếp tục truy cứu, bàn tay liền lóe lên quang mang, một pháp bảo liền xuất hiện trong tay hắn. Hồng Quân giới, Thiên Tôn Linh Bảo sao? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng nó để phá trừ ngăn cách? Nhìn thấy Hồng Quân xuất ra Hồng Quân giới, Huống Thiên Minh đã chấn động, hiển nhiên không có nghĩ đến phương pháp đột phá ngăn cách chính là muốn dùng Hồng Quân giới để mạnh mẽ đột phá. Hồng Quân sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, nhìn Huống Thiên Minh có ý bảo chuẩn bị, trong miệng khẽ vang lên những khẩu quyết kỳ lạ, sau hồi lâu đột nhiên hét lớn một tiếng: phá! Hồng Quân giới trong tay theo tiếng quát lập tức tản ra quang mang vạn trượng, trong phút chốc từ trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Chỉ thấy thiên địa linh khí xung quanh hai người vốn đã cực kỳ hỗn loạn, nay dưới sự ảnh hưởng của Hồng Quân lại càng thêm hỗn loạn. Từng đạo giao thoa mắt thường có thể nhìn thấy được xuất hiện trước mắt hai người, tản ra quang mang cổ quái, trông giống như ánh hoa đăng, khiến hai người thầm sợ hãi. Hồng Quân giới mang theo một chút hỗn độn khí do Hồng Quân rót vào, mang theo uy thế vô cùng, trong nháy mắt công kích không gian phía trên bàn tay phải của lục đạo luân hồi, phảng phất như đánh vào bức tường ngăn cách nào đó. Năng lượng của Hồng Quân giới đánh vào chỗ nào, chỗ ấy hiện lên một vòng xoáy tròn, đồng thời từng đạo quang mang chói mắt hiện lên, ngay tức khắc bao vây lấy Thiên Tôn Linh Bảo kia, dường như nó đang cố gắng giằng co với bức tường vô hình đó. Hồng Quân sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, trong tay phảng phất có một đạo năng lượng rất nhỏ dùng để khống chế Hồng Quân giới.
hai tay giơ thẳng ra phía trước, từng đạo năng lượng cổ quái ẩn chứa trong đó, những ấn quyết kỳ lạ cùng với quang mang mãnh liệt tiến vào trong Hồng Quân giới. Mỗi lần phát ra ấn quyết, năng lượng của Hồng Quân giới cũng theo đó mà gia tăng. Trong thời gian này, trông nó sáng rực như một mặt trời mang theo quang mang chói mắt. Huống Thiên Minh theo bàn tay không ngừng ấn quyết của Hồng Quân để quan sát, chỉ thấy mỗi một cử động tay đều cực kỳ hợp lý. Hồng Quân giới không hổ là thiên tôn linh bảo, dưới tay Hồng Quân sử dụng cơ hồ không đến nửa nén nhang thời gian liền giống như xuyên thủng bức tường vô hình kia. Trong bán kính hai thước, thông đạo hai mặt dần dần hình thành. Thiên Minh, chuẩn bị cho tốt vào, chúng ta cần đem tất cả lực lượng bảo vệ quanh thân thể và nguyên thần, nếu không khi tiến vào trong tu la giới, nguyên thần liền sẽ bị bức tường không gian này chấn nát, thân thể sẽ biến thành tro tàn. Huống Thiên Minh vừa bị Hồng Quân quát, lập tức cũng bắt chước kết ấn. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hồng Quân, trong lòng hắn rất kiên định. Tiểu Quân, yên tâm, tất cả ta đã hiểu, ta sẽ đem toàn lực bảo vệ bản thân, sẽ không gây khó khăn cho ngươi đâu. Hồng Quân gật gật đầu, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, lúc này cũng không để ý mà lao đi, quát lên một tiếng, chúng ta đi. Thân ảnh lập tức xuất hiện tại phía trước bức tường vô hình kia, quang mang toàn thân chấp động, trực tiếp cùng Hồng Quân giới chui vào thông đạo. Huống Thiên Minh thấy Hồng Quân di chuyển cũng không chút do dự, thân ảnh cũng chớp lên, kim quang bộc phát theo phía sau Hồng Quân, mà Hồng Quân giới vẫn như trước, dưới sự điều khiển của Hồng Quân điên cuồng khoét sâu bên trong thông đạo. Vách tường này phảng phất như dài vô tận, hai người ở trong đó cũng không biết đã qua bao lâu, nhưng cũng có thể ước tính chút ít. Nhìn thân thể Hồng Quân không ngừng run rẩy, Huống Thiên Minh trong lòng thầm kinh hãi, tính toán nguyên lai hai người đã ở trong thông đạo này cũng đã nửa năm rồi. Thân thể bọn họ cũng dần dần thích ứng với áp lực và linh khí cổ quái trong thông đạo, nhưng vẫn như trước tiêu hao thể lực vô cùng. Nếu không phải hai người đã tiếp cận cảnh giới trưởng khống giả, công lực vô cùng sợ rằng khó có thể duy trì. Quang mang màu vàng xung quanh thân thể Huống Thiên Minh đã ảm đạm dần, lúc vừa mới tiến vào thông đạo thì kim quang rất sáng, sắc mặt bây giờ có chút trắng bệch. Chỉ là mỗi khi hắn nhìn thấy thân thể Hồng Quân phía trước đang run rẩy, tâm trí dường như vô cùng kiên định thì liền lấy lại tinh thần bám sát phía sau. Phải biết rằng áp lực trên người của Hồng Quân lớn hơn rất nhiều Huống Thiên Minh, điều khiển Hồng Quân giới không ngừng đột phá bức tường đã hao tổn rất nhiều công lực của hắn, mà thân thể chống lại linh khí áp bức quanh thân cũng đã yếu đi rất nhiều. Nếu không phải Hồng Quân đã lĩnh ngộ một bộ phận thiên đạo thì lúc này sớm đã bị khí tức cuồng ngạo trong thông đạo này nghiền cho nát bấy, đâu còn có thể cùng Huống Thiên Minh đi tiếp đây. Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, Huống Thiên Minh hai mắt đã mơ màng, đầu óc choáng váng, không thể chịu đựng được nữa, muốn dừng lại thì Hồng Quân đột nhiên vui vẻ hét lên, rốt cuộc cũng phá ra, thân mẫu ơi, chút nữa thì con đã ra người thiên cổ rồi. Dứt lời, thân ảnh đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt bay ra khỏi thông đạo. Nghe được thanh âm Hồng Quân, Huống Thiên Minh tâm thần chấn động, cực kỳ phấn khởi, cũng điên cuồng tăng tốc theo sau Hồng Quân bay ra ngoài. Một đạo quang mang chói mắt xuất hiện trước mặt hai người, khiến cho hai đôi mắt vốn đã quen với bóng tối bên trong thông đạo nhắm nghiền lại. Phía trước là một tòa núi cao, tốc độ hai người vẫn cực nhanh, có vẻ như không đề phòng bên dưới, hung hăng tiến lên phía trước. Oanh! Một tiếng vang rất lớn vang vọng khắp bốn phía, hai vệt lõm hình người xuất hiện trên núi. Đau quá đi! Qua hồi lâu, một thanh âm từ phần giữa ngọn núi vang lên, thân thể Hồng Quân đã xuất hiện phía trên ngọn núi, cứ như vậy mà vừa lăng không vừa xoa đầu. Chỉ thấy trên trán hắn nổi lên một cục u đỏ chót, trong khi đó Huống Thiên Minh cũng đã bay lên, thấy Hồng Quân như vậy thiếu chút nữa lại rơi xuống. Đường đường là cấp bậc thiên tôn, có thể so với trưởng khống giả cao thủ, lại đâm vào một tòa núi làm cho mọc lên một cục u như vậy, quả thật khiến cho người ta chết cười. Huống Thiên Minh ha ha cười to, chỉ vào trán Hồng Quân. Hồng Quân tức giận đá Thiên Minh một cước, hậm hực nói, người thử tại cái thông đạo kia 2 năm không ngừng sử dụng năng lượng xem, sợ rằng chưa tới đây đã chết ở bên trong rồi. Người nói cái gì? 2 năm? Huống Thiên Minh há mồm cứng lưỡi. Nửa năm sau hắn đã không còn cách nào tính toán được thời gian. Cái tên Hồng Quân này thật là biến thái, vẫn có thể trong tình trạng như vậy mà quan tâm đến thời gian nữa, quả thật khiến cho hắn không cách nào chấp nhận được. Hồng Quân gật gật đầu, mặt hiện lên nét khổ não, hối hận. Không thể tưởng tượng được, vượt qua bức tường đó lại gian nan như vậy. Cũng khó trách lúc trước Thiên Mông sư phụ không dám tùy tiện đi qua thông đạo. Hiển nhiên cũng có thể xem là người không có pháp bảo đủ sức để làm chuyện này. Sợ rằng căn bản là trong lòng biết thông đạo này cực kỳ khó đi qua, liền không muốn nỗ lực quá sức. Huống Thiên Minh trầm tư một lúc, trong ánh mắt hiện lên vẻ kính nể nhìn Hồng Quân. Người cũng thật là lợi hại, cha ta lúc trước không dám làm chuyện này, cũng không nói cho người biết, vậy mà cũng có thể thành công.
Hồng Quân cười hăng hắc, thân thể liền hạ xuống đất cười. Nhìn ngươi vẫn còn có vài phần công lực, vậy bảo vệ cho ta khôi phục công lực đi. Húng Thiên Minh nhìn bờ biển phía xa xa gật đầu. Không có vấn đề gì, từ hôm nay trở đi ta chính là hộ pháp của ngươi, luôn bên cạnh ngươi hộ vệ. Hồng Quân cười, không để ý đến hắn, liền nhắm mắt lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ thấy một loại linh khí kỳ lạ khi Hồng Quân vừa nhắm mắt lại liền vây quanh hắn, giống như một cái lồng khí bao phủ hắn, trong đó thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Húng Thiên Minh cũng biết linh khí đó chính là hỗn độn khí, thoáng nhìn bốn phía cảm thấy trong không gian này tràn ngập hỗn độn khí dày đặc, khiến cho hắn không khỏi thở dài. Sóng Tử Hải nhẹ nhàng vuốt lên dốc đá, từ bốn hướng mà ập đến, một cỗ khí tức băng lãnh phát ra. Húng Thiên Minh vẫn chưa phát giác ra, vẫn đắm chìm trong cảnh sắc đẹp đẽ nơi đây. Đây là một dốc núi, dưới đó là vô tận biển rộng. Trí nhớ của Húng Thiên Minh nói cho hắn biết nơi này tại thiên giới là và tu la giới gọi là Tử Hải. Nghĩ đến cha Thiên Mông đã không ngừng đánh khắp trong thiên giới và tu la giới, Húng Thiên Minh không khỏi dấy lên tình cảm. Sau bao năm rốt cục cũng đã tới quê hương của cha mình. Mùi vị quá khứ quá ư quen thuộc khiến Húng Thiên Minh không nhịn được kinh ngạc chảy nước mắt. Khuôn mặt anh tuấn vô cùng bây giờ lại mang theo hoài niệm và bi thương. Đây là giai vị của quê hương. Quanh thân thể Hồng Quân dần dần tản ra ánh sáng thanh nhu, Húng Thiên Minh có thể cảm giác từng đạo lực lượng vô hình thay đổi trên người Hồng Quân. Húng Thiên Minh biết rõ hắn đã tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Thoáng thu lại tâm tư, Húng Thiên Minh tiếp tục đưa thần thức phóng tra ra xa. Chỉ thấy phía bên ngoài kia mấy trăm dặm có một tòa thành trì dày đặc tử khí. Mùi máu tanh suýt khiến hắn ói mửa, kinh hãi vội vàng thu lại thần thức. Không thể tưởng tượng được thành trì này lại có sát khí mãnh liệt như vậy. Chỉ có nơi nào có vô số người chết mới có sát khí mạnh như vậy thôi. Húng Thiên Minh sắc mặt tái đi, loại cảm giác này khiến hắn có chút không thoải mái. Mặc dù hắn đã từng thống lĩnh cả cương thi nhất tộc, sát phạt nhiều lần, đã từng giết vô số người, nhưng lúc này đứng trước tòa thành trì như vậy sợ rằng còn kém xa. Đang kinh hãi, đột nhiên Húng Thiên Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa thành trì nọ, trong đôi mắt lóe lên thần sắc càng sợ hãi, tinh quang đại thịnh. Xa xa tử thành cao lớn âm trầm ngạo nghễ giữa sa mạc, phía nam giáp Tử Hải, phía bắc thì cơ hồ là vô tận sa mạc. Thành trì này trông như tội ác chi thành của tu la tộc vậy. Cửa thành vốn đang đóng chặt đột nhiên mở ra, 10 binh lính trong thành đi ra rất nhanh bay tới Tử Hải. Phía nam thành, xa xa phía trước 10 người, một kiều nữ yếu nhược đang khập khiễng cố chạy, đôi cánh màu đỏ hòa với màu phấn hồng, từ bóng lưng mà nhìn nàng ta chắc chắn là người tu la tộc. Húng Thiên Minh phóng thần thức, hắn rất có hứng thú đánh giá về đàn bà. Chỉ thấy nữ tử này khuôn mặt thanh tú, hai mắt hiện lên vẻ cứng cỏi, trên cánh tay xuất hiện những vết thương đang chảy máu sâu đến tận xương, quần áo toàn thân rách nát, chứng tỏ nàng ta đã phải chịu qua một phen gian khổ. Đuổi sát theo sau nàng là 10 tên nam tử tu la tộc, mặt bừng bừng sát khí, quanh thân mỗi người đều tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Húng Thiên Minh biết rõ những người này phải giết rất nhiều người mới có thể từ trong thân thể phát ra khí tức đáng sợ như vậy. 10 người vô thanh vô tức đuổi theo, một lời cũng không nói, khiến người ta có cảm giác áp bách. Với tốc độ của 10 người này, nhất định không lâu sẽ đuổi kịp nữ tử kia. Quả nhiên, đúng như Húng Thiên Minh đoán, nữ tử tu la tộc kia còn chưa kịp chạy đến vách núi thì đã bị 10 người kia vây quanh. Chỉ thấy tên nam tử đứng đầu trong số đó có 4 đôi cánh, nhìn nét mặt rất là kinh khủng. Hiện rõ sắc ý nhìn nữ tử tu la tộc kia, hắn cười khinh miệt. Thiện nhân, to gan, còn muốn chạy nữa sao? Nam tổn thương công tử là còn muốn bỏ chạy. Các huynh đệ, dám ở lại, chúng ta phải trừng phạt một phen. Vừa nói trên mặt hắn hiện lên nụ cười tục tĩu. 9 người còn lại đều có 3 đôi cánh, trên mặt cũng hiện lên thần sắc hạ lưu, hiển nhiên đối với chuyện này rất là thuần thục. Nữ tử kia lạnh lùng nhìn 10 người bị khí tức cường đại của bọn họ vây quanh. Nàng chỉ có 3 đôi cánh, căn bản không cách nào thoát khỏi thiên la địa võng xung quanh. Nàng cắn môi không có nói gì nữa, trong tay một bả trường đao lóe hàn quang đứng giữa 10 người. Giết! Tu la nhân 4 cánh khẽ quát một tiếng, 2 trong 10 người cũng bay đến giống như chim ưng bắt thỏ đánh về phía nữ tử, mà dường như nàng ta bị khí tức của gã 4 cánh kia phong tỏa, lực lượng trong cơ thể không cách nào sử dụng, chỉ cố sức huy động trường đao chống lại 2 đạo kình khí kia. Keng! Một tiếng vang truyền vào trong tai Húng Thiên Minh, chỉ thấy trường đao trên tay nữ tử rơi xuống đất, trên người lại xuất hiện thêm 2 vết thương, máu dọc theo cánh tay và ngực chảy ra, y phục trước ngực cũng rách nát, 2 khỏa bạch nhũ lộ ra. Tu la nhân 4 cánh trợn trừng 2 mắt nhìn trước ngực nữ tử, liếm môi phân phó: lấy hết quần áo ả cho ta, lão tử hôm nay muốn cho ả biết có những người không thể nhục mạ.
cũng chính là hai tu la nhân lúc trước bay lên, nay giữ chặt hai cánh tay của nàng. Nữ tử vô lực đứng đó, hàn quang trong tay cuống quyết chấp động. Một lát sau, bộ trang phục chỉ còn lại một nửa cũng bị tước mất. Da thịt toàn thân trắng như tuyết khiến cho nam nhân tu la tộc đứng xung quanh không nhịn được thay nhau nuốt nước miếng. Huống Thiên Minh vốn đang lạnh lùng quan sát mọi việc, thấy cảnh này sát quang trong mắt bùng lên, chỉ thấy nam nhân bốn cánh kia không ngừng quan sát thân thể của nữ tử khẽ cười. Không hổ là cô nương đẹp nhất tử thành, công tử đã không có phúc để hưởng thụ, ta Xích Viêm cũng là có phúc phận này. Dứt lời, hắn chừng mắt nhìn chính người cũng đang có bộ dáng háo sắc bên cạnh, nhẹ giọng: tránh sang một bên, chờ ta hưởng thụ rồi sẽ cho các ngươi một phần. Chín tên kia nghe thế vậy cũng hăng hắc cười tránh xuống chân núi, trong miệng đều thốt ra những lời không thể lọt vào tai, cùng đợi lão đại của bọn chúng đùa bỡn với nữ tử kia. Thấy vậy, Huống Thiên Minh rốt cuộc cũng không chịu được, chỉ là Hồng Quân bây giờ đang bế quan, chín tên tu la nhân ba cánh cách đây cũng không đến 10 dặm, lúc này cũng có thể tới đây, khiến cho hắn vừa phẫn nộ vừa không biết phải làm thế nào. Trong đầu hắn hiện tại đang có sự đấu tranh kịch liệt, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng từ bên cạnh vang lên: Thiên Minh, đem bọn người kia toàn bộ giết hết đi. Đúng là thanh âm của Hồng Quân. Nghe được Hồng Quân nói, Huống Thiên Minh gật đầu, ánh mắt bỗng chốc hiện ra vẻ lãnh khốc, thân ảnh lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tu la nhân bốn cánh kia. Tu la nhân bốn cánh hai tay chuẩn bị chạm vào hai khối bồng đào kia, đang muốn nhấp nháp một phen thì đột nhiên phát hiện một bóng đen xuất hiện trước mặt mình, bất ngờ nhảy lùi về phía sau. Huống Thiên Minh không để cho hắn có cơ hội định thần, kim quang trong tay lóe lên, lập tức máu từ người của gã bốn cánh kia phụt ra, thân thể bay lên không trung hóa thành khí, khiến cho nữ tử ngây cả người. Đáng thương là gã tu la bốn cánh kia ngay cả cơ hội kêu lên thảm thiết cũng không có, cứ như vậy bị Huống Thiên Minh giết chết. Kim quang rất nhanh vây lấy thân thể hắn, cơ hồ không thể dừng lại, liền biến mất không tung tích. Chín tên tu la nhân phía xa xa cũng đã phát hiện nơi này có biến, thấy Huống Thiên Minh đột nhiên xuất hiện, chín người đều chấn động điên cuồng chạy vội tới nơi này. Huống Thiên Minh phất tay, xuất hiện một trường bào bao bọc lấy nữ tử, lạnh lùng nói: có thể đứng lên không? Có thể thì đứng trốn đằng sau lưng ta. Nữ tử ngẩn người ra, miễn cưỡng đứng lên, dưới lớp trường bào da thịt nàng trắng nõn đón ánh mặt trời cực kỳ cháy mắt. Huống Thiên Minh quay đầu lại, nữ tử rất nhanh tới phía sau hắn: các ngươi đều đi tìm chết ư? Huống Thiên Minh lạnh lùng nhìn chín người đang vội chạy tới, thanh âm vừa dứt cũng không thấy động tác của hắn thế nào, chín tên tu la ba cánh kia trong nháy mắt đã vô lực lơ lửng trên không trung. Một đạo lực lượng màu vàng quỷ dị bao quanh chín người, đảo mắt đã hóa thành khói. Phía sau lại một mảng yên tĩnh, Huống Thiên Minh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy nữ tử tu la tộc kia miệng há hốc, đôi mắt mở to nhìn hắn. Thiên Minh sờ sờ trên mặt, tò mò tự hỏi: chẳng lẽ mặt ta có nhọ sao? Nữ tử đột nhiên cười khúc khích, lập tức phát giác một chuyện rất không phải. Nghĩ đến, nhìn không thấu người thanh niên trước mắt này, nét mặt ửng hồng: cảm ơn, ngươi đã cứu ta. Huống Thiên Minh gật gật đầu, không chút khách khí: không có gì, nó đã không nguy hiểm nữa thì nhanh chóng rời khỏi đây, bọn họ nhất định sẽ phái người đến truy giết cô nương. Nữ tử sắc mặt buồn rầu, trầm ngâm sau hồi lâu mới nói: ta là muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi giúp đỡ, sợ rằng ta sẽ rất thê thảm. Đã như vậy, ta trước tiên rời đi, đợi có cơ hội, nhất định báo đáp ân tình này. Huống Thiên Minh liếc mắt nhìn nữ tử, chỉ thấy khuôn mặt nàng cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại mang theo nét buồn bã. Trong lòng cũng đoán được, nàng có điều khó nói, nhưng nghĩ đến Hồng Quân huynh đệ hắn, bây giờ không biết thế nào, thực sự không muốn nghĩ gì thêm, lắc đầu xoay người, liền biến mất, không còn bóng dáng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.